Đó, vật lý lớp 11 cho bác. Thì ở phần vật lý lớp 11 đấy thì các bạn có những cái này này. Các bạn học những cái trường này nhá. Học những cái trường này nhá. Giới thiệu qua một chút về cái lớp 11 cho nó biết này. À, lớp 11 hay lớp 10 hay là lớp 12 ấy, các bạn đều gồm có 7 trường. Học đều gồm 7 trường cả. Được chưa? Gồm 7 trường nhá. Gồm này bảy chương chưa đấy, lý lớp 1 các bạn có 7 chương. À, 7 chương của lớp 11 này ý, nếu mà nắm thì các bạn hiểu là thế này này. À, các bạn học lớp 11 thì cái mục tiêu đầu tiên ấy, mục tiêu trước đi, đó là 10 điểm lý, 10 điểm kiểm tra này, khi học kỳ này đấy, và đồng thời là gì ạ? Ôn đại học, ôn thi trung học phổ thông quốc gia ấy. Thì trong đề thi trung học phổ thông quốc gia có 4 câu thuộc về nội dung lớp 11. Các bạn chú ý cho thầy cái này, 4 câu thuộc về nội dung lớp 11 nhá. Thực ra thì 4 câu, nhưng mà 4 câu trong một mã đề thì 24 mã đề, cho nên là 24 mã đề tách từ 6 mã đề thì tổng của bạn là ôn là 6424 đó. Bạn ôn tổng là 24 câu trong đề thi đại học cơ đấy, chiếm 24 câu trên 6 mã đề trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Thế thì các bạn 2K3 à 2K4 cũng học được cái này. Thấy chưa? 2K4 cũng học được. Và thậm chí là sao ạ? 2K5. 2K5 thì các bạn hiển nhiên học rồi. 2K6 thậm chí cũng học được. À, học trước chẳng vấn đề gì cả. Được chưa? Nhưng mà cái mục đích chính nhất của khóa livestream này ấy, là dành cho các em 2K5. Thế cái 7 chương này là như nào nào? 7 chương các bạn chú ý này. Giới thiệu qua một chút về cái 7 chương này này. 7 chương của bạn thì cái chương 1. Rồi xin chào Thiên Kha. Chương 1 các bạn học về tĩnh điện học. Thầy giới thiệu chút tĩnh điện học. Tĩnh là gì? Tĩnh là nghiên cứu những cái gì mà yên tĩnh, đứng yên ấy, được gọi là tĩnh điện. Đấy chưa? Tĩnh điện, điện tích đứng yên được gọi là tĩnh điện. Tiếp, chương 2 chúng ta sẽ nghiên cứu về dòng điện không đổi, dòng điện. Không đổi, được chưa các em? À, chương 3 chúng ta sẽ nghiên cứu về dòng điện trong các môi trường. Dòng điện trong các môi trường. Đấy là ba chương đầu tiên. Chương ba chương này thuộc về nội dung học kỳ 1, được chưa? Đây là học kỳ 1 nhá. Đấy các bạn chú ý cho thầy cái này. Tiếp. Chương 4 là nội dung thuộc về học kỳ 2, chúng ta sẽ học về từ trường. Được chưa? Chúng ta sẽ học về từ trường. Chương 5 chúng ta sẽ học về cảm ứng điện từ. Chương 5 chúng ta sẽ học cảm ứng điện từ. Được chưa nào? Chương 6 chúng ta sẽ học về quang học. Đó là khúc xạ và phản xạ toàn phần. Thấy chưa? Chương 6 các bạn sẽ học khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần. Đấy. Và chương 7 các bạn sẽ học về mắt và dụng cụ quang học. Đây là 7 chương các bạn cần học của lý lớp 11. Thế thì toàn bộ cái nội dung này ấy, thuộc về điện từ. Điện từ học. Cái phần này chúng ta sẽ nói về quang học. Thấy chưa? Nó tách biệt rõ ràng như vậy. Nó giống kiểu là lý lớp 7, lý lớp 9 và lý lớp 11 nó sẽ đi tương ứng với nhau. Thế nhắc lại là 7 là các bạn đang nghiên cứu về điện học, quang học, âm học. Thì lý lớp 10, lớp 9 các bạn học về điện học, điện từ học và quang học. Lý lớp 9 học như nào thì lý lớp 11 y hệt như vậy. Nó khác biệt cái chương 1 thôi. Khác biệt cái chương 1 thôi. Để cho các em, các bạn chú ý cho thầy nhá. À, cái phần điện từ học, quang học này thuộc về nội dung học kỳ 2. Học kỳ 2. Để cho các em. Đấy, toàn bộ nó chỉ đơn giản như vậy thôi. 7 chương của lý lớp 12 thì nói lại.
Chương 1 các bạn sẽ nghiên cứu tính điện học. Chương 2 ta sẽ nghiên cứu về dòng điện không đổi. Chương 3 các bạn sẽ nghiên cứu về dòng điện trong các môi trường. Ví dụ dòng điện trong môi trường kim loại, dòng điện trong môi trường chất điện phân, không chất khí hoặc là chất bán dẫn. Dòng điện trong từ trường. À xin lỗi nhầm nhầm. Chương 4 là từ trường. Từ trường giống hết lớp 9 thôi. Các bạn học về nam châm ấy. Hoặc là dòng điện trong xung quanh nam châm hay là dòng điện không đổi ấy, có từ trường. Cảm ứng điện từ. Chương 6 các bạn sẽ nghiên cứu về quang học, là khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần, mắt và dụng cụ quang học. Ví dụ các bạn học về lăng kính chẳng hạn, thấu kính ấy, phân kỳ hội tụ vân vân. Thì đấy, đấy là toàn bộ về nội dung của lớp 11 các bạn học như thế này. Hiện tại thì bài kiểm tra của các bạn ấy không có nhiều bài kiểm tra quá nhiều nữa, thì chương 1 đa số sẽ có hai bài kiểm tra 15 phút hoặc là kết thúc chương mới có một bài kiểm tra một tiết đấy. Hoặc là đến học đến phần chương 2 mới có bài kiểm tra một tiết. Thế thì chúng ta cùng đi vào nội dung của phần chương 1 xem có khó không nhé. Các bạn có câu hỏi nào trước khi chúng ta vào nội dung chương 1 không nhỉ? Có câu hỏi nào về nội dung chương 1 không các em? Tính điện học. Chương 1 tính điện học. Hay tên của nó là gì ạ? Điện tích, điện lực Coulomb. Tên của nó như vậy. Tính điện học. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào lý thuyết từng phần một nhé. Các bạn sẵn sàng đi vào lý thuyết của phần đầu tiên chưa? Nếu sẵn sàng các bạn comment sẵn sàng cho thầy nào. Nào, nếu sẵn sàng đi vào phần lý thuyết đầu tiên rồi thì các bạn comment sẵn sàng cho thầy nào. Đó, comment sẵn sàng để ta vào phần lý thuyết đầu tiên nào. Nếu sẵn sàng đi phần lý thuyết đầu tiên thì các bạn comment chữ sẵn sàng này. Rồi, Đỗ Minh Vương. Sẵn sàng. Rồi, ok. Mai Thúy Hồng. Nào, chúng ta sẽ cùng đi vào. Rồi, nào, ta đi vào phần lý thuyết luôn nhá. Nào các bạn ghi bài thầy nhá. Bài 1. À, chương 1 đi. Chương 1 này. Chương 1 tên của nó là tĩnh điện học, hay còn gọi là điện tích, điện lực Coulomb, tĩnh điện học. Các bạn cứ ghi này giống kiểu sách giáo khoa nhá, sách giáo khoa nâng cao nhá, ok chưa? Ghi tĩnh điện học thì các bạn cứ ghi tĩnh điện học cho thầy. Bình thường ấy, chương này tên của nó điện tích, điện lực Coulomb, điện tích điện trường nhá, ok chưa? Điện tích điện trường. Thầy ghi tính điện học để nó phù hợp với cả gì ạ? Tất cả những cái gì mà nó gói gọn trong cái cụm từ tính điện học. Nào tính là gì ạ? Là yên tĩnh, đứng yên. Điện là vật mang điện. Đúng nhỉ? Đấy, ta sẽ nghiên cứu những cái vật mang điện đứng yên để gọi là tính điện học. Đấy. Nào, ta đi vào phần 1 lớn nhé. Thầy sẽ dạy khá chậm thôi. Kiến thức cần nhớ. Kiến thức cần nhớ. Đấy chưa? Bạn nào mà đã học qua lý thuyết rồi thì các bạn chịu khó một chút đợi. Và thầy dạy qua lý thuyết rồi thầy sẽ chỉ bài tập cho các bạn nhá. Nào, một nhỏ đã ta sẵn đi tìm hiểu về gì ạ? Sự nhiễm điện của các vật, điện tích tương tác điện. Sự nhiễm điện của các vật. Được chưa? Sự nhiễm điện của các vật này. Điện tích và tương tác điện. Được chưa? Đấy. Sự nhiễm điện của vật, điện tích, tương tác điện. Thứ nhất, nào chúng ta có các cách làm cho vật bị nhiễm điện như sau. Thứ nhất này, có bao nhiêu cách các em nhỉ? Có bao nhiêu cách làm cho vật bị nhiễm điện ạ? Có bao nhiêu cách ạ? Ta có ba cách đúng nhỉ, làm cho vật bị nhiễm điện. Ba cách làm cho vật bị nhiễm điện, được chưa? Cách thứ nhất đó là chúng ta cọ sát miếng le dạ. Cách thứ nhất là ta cọ sát
cách thứ nhất chúng ta sẽ cọ sát, đó là gì ạ? Khi cọ sát một cái vật như thanh thủy tinh, chúng ta cọ cọ thế này này, cọ cọ này này, cọ sát thanh thủy tinh vào miếng len dạ, thấy chưa? Sau đưa cái thanh thủy tinh đấy lại gần cái mẩu giấy vụn thì cái thanh thủy tinh đã sẽ hút được các mẩu giấy vụn. Hoặc là các bạn đã từng cọ cọ bút này vào tóc chưa? Khi cọ cọ bút này vào tóc, sau đưa đến gần một cái mẩu giấy vụn đấy thì nó hút được các mẩu giấy vụn, thấy chưa nhỉ? Đấy, thì ta nói là gì ạ? Thanh thủy tinh đã bị nhiễm nhiễm điện, thấy chưa? Như vậy ta có cọ sát, ví dụ cọ sát thanh thủy tinh vào len dạ em. Đấy, đấy là cọ sát. Rồi Trang Tuấn Anh là cọ sát tiếp xúc đặt ở gần. Nào, tiếp theo đó là gì ạ? Cách thứ hai đó là tiếp xúc. Tiếp xúc thì sao? Tiếp xúc là gì ạ? Đưa một cái thanh thủy tinh lại gần với quả cầu A, đúng không? Quả cầu thanh thủy tinh này đang trung hòa với điện, ý là chưa bị nhiễm điện đấy, lại gần cái quả cầu với bị nhiễm điện, đúng chưa? Thì nó cũng bị nhiễm điện theo, đúng chưa? Cách thứ ba đó là chúng ta sẽ gọi là giọt ngón, nói như bạn Trang Tuấn Anh đó là gì ạ? Đặt ở gần thì chúng ta gọi một cái từ nó vật lý một chút, đó là gì ạ? Hưởng ứng. Hưởng ứng nhá. Đấy, có ba cách, ba cách làm cho vật bị nhiễm điện, là cách thứ nhất là cọ sát, cách thứ hai tiếp xúc, và cách thứ ba là hưởng ứng, được chưa? Đấy, ba cách làm cho vật bị nhiễm điện như vậy. Hưởng ứng là gì? Tí nữa thầy sẽ phân tích các bạn hiểu hưởng ứng nó là gì đấy nhá. Đây đây thôi giới thiệu luôn hưởng ứng nhá. Tiếp xúc thì các bạn biết rồi, đây tiếp xúc này, giới thiệu qua về tiếp xúc nhá. Cái quả cầu này nhiễm điện đấy, đưa thanh thủy tinh này lại lại gần. Thanh thủy tinh này chưa bị nhiễm điện, đặt tiếp xúc như này, ok chưa? Nên thanh thủy tinh làm sao ạ? Chạm vào đây thì cũng nhiễm điện theo, đấy là tiếp xúc. Giống kiểu là mình tiếp xúc với bạn mình và bạn mình kiểu kiểu nó nói tục ấy, xong rồi mình cũng bị nói tục theo ấy. Hưởng ứng sao này? Hưởng ứng nào? Cách hưởng ứng nhá, giới thiệu hưởng ứng. Hưởng ứng này khá là hay chứ này em này. Thầy kể câu chuyện này cho bạn nghe ở hưởng ứng nhá. Các bạn biết ở dòng sông ấy, ở dòng sông, các bạn cứ tưởng tượng ở dòng sông này có một cái con, một dòng sông rất là lãng mạn nên thơ đang đi qua thế này, dòng sông đang thế này, ok chưa? Ở bên cạnh dòng sông này có một cái đình, có một đình ở đây, đình nhá. Đình này ấy, thì có các cô gái, các cô thôn nữ ấy, đang ở đây tắm nước đầu đình ấy, tắm ở đây, ok chưa? Thế à, mấy ông con trai ở trên thuyền này ấy, một con thuyền này đang đi qua đây, ok chưa? Đó, con thuyền này đang đi qua đây, con thuyền này, trên thuyền này chở những ông con trai, bốn ông năm ông đi, đấy, như ông con trai ở đây này, nói lại nhé, ở đình này có các cô thôn nữ đang tắm ở đây. Thế thì mấy ông đang bơi thuyền, thuyền bơi qua cái dòng sông này, ok chưa? Bơi qua dòng sông này. Khi mà đến đây một cái thì nhìn a, à, nhìn thấy ở đình có các cô gái thì mấy ông này ở trên này này, mấy ông ở sau thì không nhìn thấy, mấy ông sau mới là dồn lên đây, dồn hết lên đầu thuyền để ngó được các cô gái trong này này, đấy, ngó cô gái này trong này, được chưa? Đấy, dần dần đến đây thì ngó hết trong này, thế tập trung cái phần bên này, đầu thuyền bên này sẽ nhiều, số quân ở đây này sẽ dồn sang bên này nhiều hơn, và bên này sẽ ít đi, thì cái phần này là nhiều hơn, người ta bình thường người ta sẽ gọi bên này là sẽ nhiễm điện âm, ok chưa? Còn bên này sẽ là sao ạ? Bên này sẽ nhiễm điện dương. Bởi vì bên này ít hơn thì người ta gọi là nhiễm điện dương. Cái này thầy sẽ giải thích sau. Nhưng tóm lại các ông sẽ dồn hết vào bên này để ngắm gái. Đặc biệt những cái thằng giống như thằng Quốc Trung như kia kìa. Trong nhóm này anh Quốc Trung, anh lớp 12 kìa. Rất là ham gái thì anh sẽ dồn hết vào đây để ngắm cô thôn nữ tắm ở đây này. Đấy. Thế thì bên này sẽ nhiều, bên này sẽ ít. Nó sẽ không cân bằng với cái số lượng người trên thuyền nữa. Được chưa? Sau khi cái thuyền này bơi qua đây, tất nhiên các ông này không nhảy lên bờ được. Khi bơi đến bên này rồi thì các ông này thấy ui giời, qua rồi, nho đang còn xanh lắm. Thế mấy ông này quay trở lại vị trí cũ, thế là thuyền này lại quay lại vị trí ban đầu. Đấy là số lượng người đã đều ở trên thuyền này rồi. Thuyền này cũng bị chồng chành bắp bô nữa. Đấy, thì bản chất của nhiễm điện do hưởng ứng là gì ạ? À, không có sự trao đổi điện tích. Các bạn ghi rõ cho thầy luôn, ghi trước vào đây đã, thì nó thầy sẽ giải thích sau. Đó là gì ạ? Không có sự trao đổi điện tích.
Ok, phải đuổi mấy thằng kia đã. Anh cũng chung, anh tên chung nhưng mà anh ấy kiểu kiểu không đẹp ra bằng thầy. Đấy, không đẹp ra bằng thầy nhưng mà tán gái cũng kém đấy cơ. Được có mỗi khoản đẹp trai thôi. Đẹp trai cũng không bằng thầy. Đây à. Thôi giới thiệu qua một chút đấy cho vui thôi. Như vậy, thầy nói qua này, các bạn có 3 cách làm cho vật bị nhiễm điện. Cách thứ nhất là cọ sát, cách thứ hai tiếp xúc, cách thứ ba là hưởng ứng. Được chưa? 3 cách làm cho vật bị nhiễm điện như vậy. Rồi, bây giờ ta sang ý thứ hai, dấu chấm thứ hai. Dấu chấm thôi nhá. Dấu chấm thứ hai nhá. Đó là gì ạ? À? Đó là gì ạ? À? Ta sẽ đi nghiên cứu về cái điện tích. Điện tích là cái gì mà nói mãi? Đó, điện tích. Trang Tuấn Anh để chơi đấy, chơi cho vui thêm ạ. Ok chưa? Nào nào, điện tích nào. Điện tích là khái niệm chỉ những vật tích điện, nhiễm điện hoặc mang điện, là khái niệm. Các bạn cứ ghi rõ cho thầy nhá, là khái niệm chỉ những vật tích điện, mang điện hoặc nhiễm điện. Ok chưa? Điện tích là khái niệm chỉ những vật tích trữ điện đấy, người ta gọi tắt là tích điện, mang điện hoặc nhiễm điện. Đấy chưa? Đấy là các cách làm cho vật bị nhiễm điện như vậy. Nói về điện tích nào, điện tích là khái niệm chỉ những vật này tích điện này, mang điện hoặc nhiễm điện hoặc tải điện. Các bạn hiểu như vậy. Được chưa? Chào Tuấn Anh ơi, em phải comment liên tục. Với cả em buổi nào live stream cũng vào tương tác bên mạng thì mới lên văn cứng được, không phải tự nhiên lên văn cứng đâu. Ok chưa? Và ký hiệu điện tích này, ký hiệu điện tích là Q hoặc hoặc Q này, điện tích ký hiệu Q nhỏ hoặc Q lớn. Được chưa? Các bạn chú ý cái này nhá, đơn vị của điện tích là coulomb, ví dụ là C, coulomb. Tại sao là có cái tên lạ lùng và nghe kiểu ngại ngùng như vậy? Các bạn cứ thừa nhận, bởi vì sách giáo khoa ghi rõ ràng là coulomb, các bạn cứ thừa nhận này nhé, không thầy tự nhiên nghĩ ra được cái tên coulomb nhé. Ờ, sách khoa vật lý lớp 11 đây. Không, chúng ta lại bảo thầy nghĩ bậy cái tên, chết thôi. Ngại quá. Thực ra tên của ông là Kowloon, nhưng mà mấy ông Việt Nam dịch kiểu gì là gì, là cú lông. Đây này các bạn xem này, mình là cú lông, chết thật. Đây Kowloon nhá, đấy thấy chưa, và chúng ta cứ thừa nhận tên của ông là như vậy nhá. Rồi, đây là ký hiệu điện tích Q lớn hoặc Q nhỏ, các bạn chú ý như vậy nhá. Rồi bây giờ ta sẽ nghiên cứu về điện tích điểm nào. Điện tích điểm, cộng này, cái cộng này, điện tích điểm. Điện tích điểm. Điện tích điểm là khái niệm, là khái niệm. Chỉ những điện vật mang điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà ta xét. Được chưa? Đấy. Thế nói lại này, điện tích điểm là khái niệm chỉ một vật mang điện hoặc là tải điện đấy có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà ta xét thôi. Giống kiểu là chất điểm lớp 10 các bạn ấy. Chất điểm là khái niệm một vật có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách mà ta xét. Được chưa? Với cả điện tích điểm là gì ạ? Coi như điện tích tập trung tại một điểm. Các bạn hiểu thế nhá. Đấy là điện tích điểm. Bây giờ ta sang ý tiếp theo. Đúng. Chấm tiếp theo đó là tương tác điện. Tương tác điện thì sao nào? Nào, dấu chấm này, tương tác điện. Tương tác điện. Chịu khó một chút nhé, nó có thể là chậm. Nhưng mà các bạn nắm vững lý thuyết thì ta làm lý thuyết không bị sai đâu. Điện tích điểm khác điện tích thử nhé.
những cái thử nó khác, những cái điểm nó khác. Nào, tương tác điện thì chúng ta để nói về tương tác điện đó, ta có này, có hai loại điện tích, có hai loại điện tích đó, hai loại điện tích, có hai loại điện tích, được chưa? Có hai loại điện tích dương, điện tích dương quy lớn không, điện tích dương quy nhỏ không, điện tích âm. Đấy, có hai loại điện tích này, các bạn chú ý. Có hai loại điện tích, một là điện tích dương, hai điện tích âm nhá, quy dương và quy âm. Được không ạ? Vẫn nắm được đúng không nhỉ? Rồi, chúng ta chưa có gì đặc biệt cả, nhưng mà các bạn phải nắm ngon lý thuyết. Xong bài thứ hai và thứ ba các bạn làm mới ngon được. Chứ nếu bây giờ thầy tự nhiên cho công thức thì các bạn làm nó được bài tập thôi, nhưng mà lý thuyết lại bị hỏng, mà là vật lý nó quan trọng ở đây cả lý thuyết cơ. Được chưa các em? Nhá. Đúng rồi, nó giống khái niệm trong chuyển động điện, chất điểm trong chuyển động ấy. Được chưa nhỉ? Nhá, tương tác điện có hai loại điện tích này, quy lớn không thì điện dương, quy nhỏ không thì điện tích âm này. Thì các bạn biết là hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau. Cùng dấu đẩy nhau, giống hai thằng con trai ấy đẩy nhau. Hai điện tích khác dấu thì sao ạ? Sẽ phải hút nhau. Chú ý cho thầy cái này. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau và hai điện tích khác dấu thì hút nhau. Chú ý cho thầy cái này. Nào, chúng ta cùng xem ta vừa học được cái gì nào. Thứ nhất là có ba cách làm cho vật bị nhiễm điện. Cách thứ nhất là cọ sát, cách thứ hai là tiếp xúc, cách thứ ba là hưởng ứng. Được chưa? Khái niệm điện tích là khái niệm chỉ một vật mang điện, nhiễm điện hoặc tích điện, đúng chưa? Ký hiệu điện tích là quy nhỏ hoặc quy lớn, quy nhỏ hoặc quy lớn. Tức là ngược với nam châm, đô minh vương, nó ngược với dòng điện nhé. Nào, ta cùng xem nào, cùng dấu đây. Hai điện tích cùng dấu này, cùng dấu sẽ đẩy nhau. Đẩy này, đẩy như nào? Đây, điện tích Q1, đây là điện Q2. Cùng dấu này, cùng dương, cùng âm nhé. Đẩy này, đẩy ra đây. Đẩy ra đây. Thì đây là F, cái lực lực được gọi là đẩy. Đây F1, 2. Q1 tác dụng Q2 được gọi là F1, 2. Được chưa? Điểm đặt của lực giống kiểu mình đấm bạn mình ấy, mình đấm bạn mình ấy, thì cái tay của mình ấy đặt ở người bạn ấy. Thì cái điểm đặt của lực ấy phải nằm ở Q2. Còn nếu mà trường hợp Q2 tác dụng lên Q1 ấy, thì điểm đặt của lực ấy là tại Q1. Thì hai lực này là bản chất là tác dụng lên hai lực khác nhau. Hai lực này không phải là gọi là hai lực cân bằng mà hai lực tuyệt đối. Vì cùng tác dụng lên hai lực hai vật khác, nhưng cái này ta sẽ sau. Các bạn chỉ cần hiểu là hai điện tích cùng dấu thì chắc chắn là phải đẩy nhau. Được chưa? Hai điện tích khác dấu sao nào? Khác dấu như này. Khác dấu thì như nào? Đây là Q1, đây là Q2, đúng nhỉ? Thì nó sẽ có xu hướng làm sao, nó kéo về đây đấy, khác dấu hút nhau, ok chưa? Đây là F1, 2, hiểu đúng không ạ? Các bạn hiểu đúng không ạ? Ok, nào chúng ta còn sang một cái phần lý thuyết nữa trước khi làm bài tập nhá. Chúng ta nốt một cái lý thuyết nhé. Chắc thầy cần các bạn thêm khoảng tầm 10 phút lý thuyết nữa. Hai nhỏ. Hai nhỏ. Các bạn cứ nắm chắc lý thuyết cho thầy. Hai nhỏ đó là cấu tạo nguyên tử. Cái này lẽ ra nó nằm ở phần hóa học nhưng mà thầy giới thiệu ở vật lý nhé. Cấu tạo nguyên tử. Được chưa? Cấu tạo nguyên tử. Cấu tạo nguyên tử. Được chưa? Các bạn cứ tưởng tượng nguyên tử ấy là do một nhà vật lý học tên là Rutherford, sau này các bạn học lớp 12 các bạn sẽ học. Ít thôi. Cái giờ này kết của mình có mấy cái comment vớ vẩn rác quá trưởng.
Ok, thầy xóa rồi. Đấy, là rủ chơi bời các thứ, quá đáng thật. Nào, cấu tạo nguyên tử. Thấy chưa? Con có nguyên tử như này. Có cái nguyên tử thế này. À, kể câu chuyện vui thế này. Chỉ có chung từ block đây này, chặn đây này. Chung chặn luôn đây này. Xin lỗi đây không chặn luôn đấy. Màu xanh rồi này. Nào, thầy giới thiệu qua một chút về cấu tạo nguyên tử. Nguyên tử được cấu tạo gồm lớp vỏ và hạt nhân. Thấy chưa? Đấy, nguyên tử được cấu tạo gồm có lớp vỏ và hạt nhân. Thế vỏ nguyên tử được cấu tạo bởi cái gì nào? Đây. Vỏ được cấu tạo bởi các hạt electron này. Bên ngoài là các hạt electron chuyển động hỗn độn không ngừng nhé. Electron thì mang điện tích âm, các bạn biết rồi nhá. Đây thì giới thiệu qua luôn. Bạn nào mà học kém hóa thì các bạn học luôn từ đây nhá. Một chút đâu đó về hóa. Các bạn cứ tưởng tượng ở đây có hàng tỷ, hàng tỷ, hàng ngàn tỷ, hàng tỷ tỷ thằng electron chuyển động hỗn độn không ngừng. Chia là Phạm Thành Đạt. Đấy chứ các em. Đấy, gồm này. Lớp vỏ là các hạt electron. Giờ lớp vỏ là các hạt electron. À, chuyển động hỗn độn không ngừng. Thấy chưa? Mang điện tích âm. Lớp vỏ là các hạt electron. Mang điện tích âm. Đó, đây này. Em mang điện tích âm đi nhá. Electron nhá. Và nó có điện tích thế này nè. E này bằng điện tích của nó lại bằng trừ 1,6 nhân 10 cũng trừ 19 coulomb. Đó, E bằng trừ 1,6 nhân 10 trừ 19 coulomb. Khối lượng của nó nào? Giới thiệu luôn. Vì các bạn khi mà làm bài khó các bạn sẽ liên quan trực tiếp vào chỗ này này. Bằng 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 kg. Trong máy tính của các bạn thì ở đâu? Đây này, máy tính nhá. Máy này là các bạn bấm shift 73. Thế còn shift 73 03. Đấy, thì là sẽ là ME. Bấm một cái. Đó là 9,1 nhân 10 trừ 31. Cả lớp 12 các bạn đều phải nhớ được cái này cả. Thế còn E trong này nó vẫn có, tuy nhiên là E này nó là độ lớn của E. Được chưa các em? Hiểu đấy nhá. Cái này thì các bạn trong máy tính nhớ rồi, nhớ cho rồi thì các bạn cũng phải nhớ đâu. Nhưng mà nếu bạn nào nhớ được thì càng tốt. Tiếp. Ở phần hạt nhân, đây là phần hạt nhân này. Phần này phần hạt nhân. Phần hạt nhân này thì các bạn hiểu là hạt nhân này được cấu tạo bởi hai loại hạt là hạt proton, có hai loại hạt nhá. Hạt proton tức là P nhỏ mang điện tích dương. Được chưa? Hạt proton mang điện tích dương. Và hạt thứ hai đó là hạt neutron không mang điện tích. Được chưa? Hạt thứ hai là hạt neutron. Neutron ấy hiệu là N không mang điện tích, không mang điện, không mang điện. Đấy, các bạn chú ý cái này rồi nhá. Hạt neutron không mang điện tích. Thì ở đây các bạn có là hạt nhân gồm này. Hạt proton và hạt neutron P và N. Ok giờ thầy ghi tắt như vậy thôi. Thì các bạn có này. Proton ấy nó có điện tích đúng bằng điện tích của E. Bằng 1,6 nhân 10 trừ 19 nhưng mà nó là mang điện tích dương. Được chưa? Còn khối lượng nào? MP nào? MP bằng 1,672 nhân 10 trừ 27 kg. Cái này có cần nhớ không? Cũng không cần nhớ đâu. Vì máy tính nhớ hộ. Đây này máy tính này. Máy này là shift 7301. Đấy, sẽ là 1,672 nhân 10 trừ 27 kg. Tại sao lấy làm tròn đến số 2? Bởi vì là nó còn MN nữa. MN nữa. Nhá. Neutron thì không có điện tích nhưng mà nó vẫn có khối lượng. Thấy chưa? Nào, neutron thì điện tích của nó bằng 0. Điện tích bằng 0 nhá. Khối lượng của N thì bằng 1,674 nhân 10 trừ 27 kg. Trong cái này thì trong máy tính của ta các bạn vẫn phải nhớ. Đây này, thầy sẽ lấy máy tính cho các bạn nhé. Để các bạn biết được là ở trên máy tính 570. Bạn nào dùng 570 nào?
À, dùng 570 là lên tiếng à? Đây. Trong máy này ấy, thì các bạn có này. Các bạn ấn là shift 7 01. Đấy, shift 701. Máy này ấy, chỉ cần shift 701 thôi và sẽ là ra được thằng MP. Còn MN nào? MN nào? Các bạn ấn là shift 7 02. Được chưa? Đấy, sẽ là MN 1,674 đây này. Thì lấy đến số thập phân thứ ba thôi. Các bạn hiểu không ạ? Được chưa nhỉ? Con MA nào? Shift 7 03. Ok chưa? Đấy, thì các bạn có 9,1 10 chứ 31. Có nghĩa là các bạn dùng máy nào cũng được. Máy nào thì đều có các chức năng với các dữ kiện các bạn cần nắm cả. Câu chuyện ví von như này này. Các bạn biết là sân vận động quốc gia Mỹ Đình ấy thì coi như cân cái tứ tính từ tâm của sân ấy, tâm của sân đến cái cầu côn ấy, cái chỗ phạt góc ấy, góc góc để mà phạt góc ấy là 100 mét. Thế thì coi như nguyên tử là toàn bộ cái sân vận động quốc gia Mỹ Đình mà tính tính từ đuôi sân đây này, các bạn cứ tưởng tượng dễ hiểu. Đây. Đây sân vận động quốc gia Mỹ Đình đi nhá. Đây như này này, cái sân như này nhá, sân hình chữ nhật như này. Tính từ tâm sân ra đây là 100 mét. Nào, bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng một cái vòng tròn nối giữa hai mấy cái đỉnh đỉnh của này của cái thằng này này. Tính từ tâm sân đây nhá. Các bạn cứ tưởng tượng dễ hiểu đi. Đấy. Thế thì coi như toàn bộ cái phần này này, toàn bộ phần này là diện tích của nguyên tử thì hạt nhân ở trong này coi như đặt một cái quả bóng tennis đặt giữa sân. Một cái quả bóng tennis đặt giữa sân là kích thước của hạt nhân, nó nhỏ đến mức độ như vậy. Kích thước của hạt nhân rất nhỏ, tuy nhiên có một cái điều đặc biệt là khối lượng lại tập trung phần lớn ở hạt nhân nhá. Khối lượng lại tập trung phần lớn ở hạt nhân đấy, các bạn chú ý cho thầy như vậy. Đấy là hạt nhân. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào một cái phần khá là quan trọng, khá là quan trọng đấy, vẫn vẫn phần nguyên tử là tiếp nhé. Nào các bạn ghi một cái chú ý cho thầy, chú ý này. Ở điều kiện bình thường ấy, thì nguyên tử trung hòa về điện. Ở điều kiện bình thường, điều kiện thường thì nguyên tử trung hòa về điện. Ê, ở điều kiện bình thường thì nguyên tử trung hòa về điện có nghĩa là gì ạ? Mở ngoặc ra các bạn hiểu là số số hạt electron bằng số hạt P thì được gọi là nguyên tử trung hòa về điện, không có ông nào nhiều hơn cả. Tuy nhiên, ở đây các bạn hiểu này, một cái nguyên tử to vật vã như này thế thì chỉ có electron ở lớp ngoài nó có thể thay đổi thôi, hạt nhân không thay đổi. Hạt nhân muôn thuở nó không hề thay đổi, nó không bị tự mất đi, cũng cũng không tự sinh ra, bản thân nó giữ nguyên thế này. Được chưa? Nó giữ nguyên thế này luôn. Nó không có sự trao đổi về cái thằng proton hay là neutron. Tóm lại hạt nhân không đổi. Ở đây nó có sự thay đổi là thay đổi do thằng electron. Các bạn cứ tưởng tượng hàng tỷ electron ở lớp ngoài là nó chuyển động hỗn độn không ngừng. Dẫn đến là gì ạ? Khi một số thằng nó ở lớp ngoài cùng này nó đá nhau một phát, thế một trong những thằng bị bắn ra ngoài. Đấy thì khi đó bị e bị mất đi, e bị mất đi thì số e như nào, e như nào, nếu mất e nào, nếu mất e thì khi đó số e nhỏ hơn số p. Được chưa? Thì số e nhỏ hơn số p thì ta nói rằng nguyên tử nhiễm điện gì, nguyên tử nhiễm điện nào mà nó nổi bật hơn thì ở đây á, thằng P nó nhiều hơn, nó nổi bật hơn, ta nói nguyên tử nhiễm điện dương. Thế chứ các em, ok chưa? Tiếp nào, nếu nhận thêm E, nguyên tử nhận thêm E nhá,
Nếu mà tử nhân theo E thì số E lớn hơn số P, đúng chưa? Số E sẽ lớn hơn số P. Thì ta nói là gì ạ? À? Ta nói nguyên tử nhiễm điện đâu? Đấy chưa? Được chưa? Trang phân anh electron không bị hút vào hạt nhân là do lực hút coulomb cân bằng với lực ly tâm, đúng không ạ? Nếu đúng thì còn lý do nào không ạ? À, hai thể tích là trái dấu. Câu hỏi khá là kiểu đẳng cấp, khó giải thích. Electron không bị hút vào lực vào hạt nhân, nó vẫn bị hút bởi vì electron nó có các quỹ đạo dừng nhé. Trong lớp 12 sẽ học các quỹ đạo dừng, đó là E nó chỉ chuyển động trên các quỹ đạo dừng thôi, nó không phải là không không bị hút vào trong này bởi vì là nó cân bằng điện tích, cân bằng điện tích. Thấy chưa? Tôi nói lại này, ở điều kiện thường thì nguyên tử trung hòa về điện là số E và số P. Nếu nguyên tử bị mất E thì số E sẽ nhỏ hơn số P, và ta nói nguyên tử nhiễm điện dương. Còn nếu mà nguyên tử nhận thêm E thì số E nhiều hơn số P, thì ta nói là gì ạ? À? Nguyên tử nhiễm điện âm. Có hiểu vật lý thuyết này không em? Hiểu vật lý thuyết này không ạ? Nào bây giờ ta sẽ thực chiến luôn làm mấy câu lý thuyết xem nhá. Nào, mấy câu lý thuyết nào? Nào, trả lời cho thầy nào. Câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1. Một chút đã, làm hai ba câu lý thuyết đã. Trong những cách sau, cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật? Nào. Trong những cách sau, cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật? Trần Quốc Trung 1A. Tiếp nào, toàn cao thủ học ở đây nhỉ. Nào, bạn khác trả lời nào các em. Phạm Thành Đạt 1A, Hazuko 1A. Bạn khác, trong những cách sau, cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật? Thứ nhất, cọ chiếc vỏ bút lên tóc thì chắc chắn là đúng rồi, đúng nhờ? Đặt một thanh nhựa, đây là thanh nhá, lại gần vật đã bị nhiễm điện, lại gần thì không, đặt một vật gần nguồn điện, không phải đặt vật tiếp xúc. Ok, câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. À, trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện? Nào các bạn ơi, các bạn xem livestream các bạn cứ nhiệt tình comment đi ạ. À, sai đúng không quan trọng. À, thầy cần các bạn tương tác để cho buổi học nó hứng thú hơn. Với cả các bạn có cảm giác à mình có một cái ý nghĩa quan trọng trong buổi livestream của thầy. Thì tất cả các bạn lớp 11 đang xem livestream có nghĩa là các bạn đang cần học mà thầy thì lại cần tương tác. Ok chưa? Thì thời gian tới thầy có mở khóa học livestream cho lớp 11 đấy. Thì các bạn nếu mà các bạn cảm thấy mà học mà thấy phù hợp, tương tác hợp với phong cách của thầy, thì các bạn là đăng ký khóa livestream của thầy để ta đồng hành với nhau trong suốt lớp 11 và sau này còn lớp 12 nữa, vì thầy còn livestream cho lớp 12 nữa. Thấy chưa? Hưng Vũ 2B. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện? Rồi, chắc chắn rồi, chim thường xù lông về mùa rét. Thế rồi, cái này chắc chắn rồi. Ok chưa? Hải Phan 2B. Không phải tất cả các bạn đều học lớp 11 đâu, đúng rồi, thầy cũng biết mà. Hai cái tư học lại cũng không vấn đề gì cả. Nào tiếp theo. Thậm chí giống kiểu thầy Hưng dạy toán vẫn học thêm lý mà. Câu 3 về sự thức, bạn nào mà học toán thì các bạn đăng ký lớp toán thầy Hưng.
Về sự tương tác điện thì trong các nhận định sau dưới đây, chọn phát biểu sai nào, chọn phát biểu sai nào. Trong về sự tương tác điện trong các nhận định dưới đây, chọn phát biểu sai. Các điện tích thì cùng loại thì đẩy nhau, cùng dấu thì đẩy nhau loại đúng không? Vì đúng mà. Các điện tích khác dấu thì hút nhau đúng. Hai thanh nhựa giống nhau sau khi cọ sát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau. Hai thanh nhựa giống nhau sau khi cọ sát với miếng len dạ thì chúng hút nhau đúng hay sai? Đúng hay sai? Hai thanh nhựa, hai thanh thủy tinh sau khi cọ sát vào lụa, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ đẩy nhau. Đấy, như vậy ba sao ạ? Ba chọn gì ạ? Cho 3D được. Cọ sát vào miếng len dạ, chúng sẽ đẩy nhau mà. Xong đẩy nhau, hút nhau mới sai. Ba ta phải chọn C. Được chưa? Chọn D là không sai rồi. Không phải câu nào cũng đúng được nha. Tối nay lớp 12 tối nay thầy sẽ áp đề kiểm tra hết chương 1. Các bạn làm nhá, 10 điểm sẽ thưởng 400. À, sẽ là 10 điểm thưởng 300 hay 400 rồi nhỉ? 300. Ok. Nào, ta xem còn câu nào làm được nữa. Ok, bây giờ ta sang một cái phần lý thuyết tiếp đi. Lý thuyết tiếp ra. Nào, các bạn tiếp tục lý thuyết nhá. Nốt phần lý thuyết đã. Để ta có cái để ta làm bài tập đã. Trang tôi đang là lớp 10 hay 11 hay 12? 3. 3 định luật Coulomb hàng số điện môi. Ok chưa? Định luật Coulomb hàng số điện môi. Nào, ta sẽ cùng đi nốt phần lý thuyết này. Thứ nhất, định luật Coulomb. Về công thức trước nhá, công thức này. Định luật Coulomb là nghiên cứu về sự tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên. Vào năm 1785 thì Coulomb, một cái nhà vật lý người Pháp, là người đã đầu tiên đưa ra cái nội dung về định luật về sự tương tác giữa hai điện tích điểm. Được chưa? Sau này khi mà ông mất đi ấy, thì để tưởng nhớ ông thì người ta đặt lấy tên của ông ấy để mà người ta đặt cho cái định luật là định luật Coulomb. Thì định luật Coulomb có công thức cụ thể như thế này này. S sẽ bằng K nhân trị đối Q1 Q2 chia cho R bình. Đấy, đầu tiên ông nghĩ ra cái này. Công thức này nhá, công thức gốc của ông ấy. Chúng ta tôn trọng bằng ghi công thức gốc đã. Phát biểu bằng lời thì thế nào? Nào, nội dung này. Nội dung này đó là gì ạ? Lực tương tác F được gọi là lực tương tác giữa hai điện tích Q1 Q2 được gọi là giữa hai điện tích thì tỷ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỷ lệ nghịch cả bình phương khoảng cách giữa giữa chúng đúng nhỉ? Tôi chặn rồi vẫn vẫn thấy vẫn thấy comment nhỉ? Các bạn thật. Ok chưa? Nào nội dung nào. F là lực tương tác nha, thầy nói lại về cái nội dung này, lý thuyết này các bạn có thể nhớ luôn. Thực ra cũng chả cần phải 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 ghi đâu. Lực tương tác giữa hai điện tích, F được gọi là lực tương tác giữa hai điện tích thì tỷ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích. Cái này gọi là tỷ lệ thuận này. Và F tỷ lệ nghịch cứ cả bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. Đây được gọi là tỷ lệ nghịch nhá. Đấy, các bạn sẽ có công thức như này. F tỷ lệ thuận với cả tích độ lớn hai điện tích và F tỷ lệ nghịch cả bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. Thì nếu mà từ cái công thức này các bạn có được là F thật lập F2 trên F1.
thì các bạn sẽ có là bằng R1 trên R2 bình phương. Ok chưa? Đấy, các bạn sẽ có cái này. Đấy, cái hệ quả để các bạn có thể làm. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu luôn cho bạn một cái câu trong đề thi đại học 2018 để các bạn xử lý luôn nhá. Giới thiệu luôn đề đại học để các bạn cùng làm luôn. Đây. Đúng rồi, na ná thì luật vật hấp dẫn. Nào, ta cùng làm câu hỏi số 1 luôn. Làm trước khi câu hỏi ấy đã, làm câu hỏi số 1 luôn đã. Ở đây các bạn chú ý này. Chú ý này. À từ từ đã, phải cho cái một số cái dữ kiện đã. Nếu không ta chưa làm được, quên. Mải quá. K được gọi là hệ số Coulomb bằng 9 nhân 10 mũ 9. Đơn vị là Newton mét bình phương chia cho Coulomb mình. Đơn vị thì rút từ K này ra thôi. Được chưa? Tiếp, Q1 Q2 là tích độ lớn hai thành tích nhá. Còn R là bình phương khoảng cách. R bình là bình phương khoảng cách, còn R là khoảng cách, đơn vị là mét. Được chưa các bạn? Đấy. Thì F đơn vị là Newton. F đơn vị Newton. Ví cái này rồi. Được chưa? Nào. Ghi xong chưa các em? Nào, K được gọi là hằng số Coulomb hay còn gọi là hệ số Coulomb ấy. K là hằng số Coulomb nhá. Hằng số Coulomb ghi rõ đây này. Nó gần gần giống công thức của lực hấp dẫn mà các bạn học lớp 10 ấy. F bằng G nhân với cả M1, M2 chia cho R bình ấy. Được chưa các em? Rồi, đây là cái công thức đầu tiên khi đặt trong môi trường chân không nhé. Cái công thức này ông Coulomb ông nghĩ ra đặt trong môi trường chân không. Và hằng số định môi bằng 1. Được chưa nhỉ? Nào, chúng ta cùng làm câu hỏi này đã. Câu hỏi số 1. Hai quả cầu nhỏ có điện tích là Q1 bằng 10 mũ trừ 7 Coulomb. Q2 bằng 4 nhân 10 mũ trừ 7 Coulomb. Tương tác với nhau một cái lực F bằng 0,1 Newton. Và đề bài hỏi khoảng cách giữa chúng. R bằng hỏi chấm. Đó. Thế thì có hai cách làm, một là các bạn dùng phương pháp CAN trong máy tính, hai là các bạn thay trực tiếp, đây là F bằng này, công thức này K nhân trị đối Q1 Q2 chia cho R bình, thì từ đó suy ra được R bằng căn của K nhân trị đối Q1 Q2 chia cho F. Được chưa? Đấy, đấy cái công thức để các bạn làm như này. Và nó thay trực tiếp vào đây để các bạn can. Hoặc là các bạn nhập máy tính. Ở đây chúng ta sẽ nhập máy tính như sau. Nào các bạn cùng xem máy tính nhá, nhập luôn nhá, thế này. Máy nào cũng được thôi, thao tác nào cũng được thôi. Tôi thầy thao tác bằng máy máy tay của thầy cho nó dễ nhé. Đây, máy này, quên đấy. Ở đây các bạn có là căn này. K là 9 nhân 10 mũ 9 này. Nhân Q1 Q2, Q1 là 4 nhân 10 mũ trừ 7. Và ta nhân với cả 10 10 mũ trừ 7. Và ta chia cho bao nhiêu ạ? 0,1. Rồi bằng 0,06. Như vậy R sẽ bằng là 0,06 mét. Rồi cái này sẽ đổi ra gì ạ? Các bạn muốn đổi ra cm các bạn nhân với cả 100. Đúng nhỉ? Đó là 6 cm, 6 cm nhé. Như vậy là 6 cm. Như vậy đáp án đúng của ta là gì ạ? Rồi, D. 6 cm. Được chưa các em? Đấy, đấy là một cái câu mà nói về lực Coulomb. Tiếp theo nào,
theo nào, ở đây các bạn chú ý này, khi đặt vào môi trường khác, sau này khi mà người ta nghiên cứu sâu hơn ấy, thì khi mà đặt vào trong môi trường hàm số điện môi nào đó thì người ta nhìn thấy là cái lực Coulomb ấy cũng thay đổi, nó sẽ không tương tác giống kiểu là không tương tác như kiểu đặt trong môi trường chân không nữa. Thì mở rộng ra ta sang vật này được gọi là hàm số điện môi, hàm số điện môi, được chưa? Thứ nhất chúng ta phải hiểu điện môi là gì đã. Điện môi là môi trường cách điện. Được chưa? Điện môi là môi trường cách điện. Các bạn hiểu như vậy. Được chưa? Điện môi là môi trường cách điện. Và cái hằng số điện môi ấy, người ta kiểu là E thế này, đọc là epsilon. Ok chưa? Đọc là epsilon. Rồi, chắc tôi đang áp hết này nhỉ. Được chưa các em? Cái E này gọi là epsilon. Epsilon. Thì một số cái chất điện môi các bạn cần nhớ được cho thầy như sau. Thứ nhất bắt buộc là hàm số điện môi ấy trong môi trường chân không bằng 1. Đấy. Thì người ta nghiên cứu được môi trường không khí ấy, là bằng 1,00894. Tuy nhiên khi làm tròn thì người ta coi như F trên không bằng F không khí nha. F trong môi trường không khí. Vậy đặt trong môi trường trên không khí hay trên không như nhau. Thế còn các ở các môi trường khác nào? Ở các môi trường khác thì epsilon luôn luôn phải lớn hơn 1. Chú ý nhá, không có epsilon nhỏ hơn 1 đâu ạ. Không có epsilon nhỏ hơn 1 đâu ạ. Được chưa các em? Được chưa? Chưa các em? Dầu là 81. Mà cái đấy không quan trọng đâu. À nhầm, nước nguyên chất mới có hàng số điện môi. Từ từ đã. Nước nguyên chất là sao có? À nước nguyên chất mới là 81 à? Nước mới là 81. Mình nhầm. Dầu thì không nhớ. Ok chưa? Bây giờ ta sẽ đi vào cụ thể nhá. Các dạng bài tập nhá. Nào dạng 1. Dạng 1 trước. Dạng 1 trước nhá. À, các bạn muốn lý thuyết trước nào, có may rồi nào, các bạn muốn chữa lý thuyết trước hay là chữa dạng bài tập trước? Sau này nếu mà bạn nào đăng ký khoa của thầy ấy, chúng ta sẽ có một cái buổi ban đầu, chúng ta sẽ có những buổi luyện học lý thuyết ở trong nhóm kín, học phương pháp giải nhóm kín, sau đó có những buổi mà thầy sẽ chữa bài tập ở ngoài. Bây giờ đã chữa bài tập ở ngoài chứ không phải buổi nào thầy cũng dạy ở ngoài. Khóa học live stream lớp 11 ấy, thì đăng ký trong tháng 8 này. Đăng ký tháng 8 với cả đầu tháng 9 sẽ là học phí là 1 triệu một khóa. Đấy, 1 triệu một khóa. Đến khi các bạn thi xong học sinh thi xong lớp 11. Đấy, thi xong lớp 11. Tầm tháng tháng 6, cuối tháng 5 đầu tháng 6, cuối tháng 4 đầu tháng 5 à. Các bạn thi xong là tầm giữa tháng 5 nhỉ? 20 tháng 5 đúng không? 20 tháng 5 thi xong thì khi đó sẽ kết thúc khóa học. Bất cứ bạn nào còn thi học kỳ thì thầy sẽ còn dạy nhá. Sau đó chúng ta sẽ triển khai lớp 11 sớm, nếu mà lớp 12 sớm, nếu bạn nào đăng ký lớp 11 mà ta kết thúc sớm nội dung của lớp 11 đấy thì ta sẽ học nội dung lớp 12 sớm. Được chưa? Nếu em thấy phong cách dạy của thầy mà phù hợp với cả cách tiếp thu của em. Nào dạng 1 xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm ấy. Nào, cái công thức này ấy, thầy chưa cho ghi hết. Đây, thế này. Như vậy tổng quát hóa này, tổng quát mải nói chuyện quá quên mất, tổng quát cái lực Coulomb công thức của ta sẽ này này, F bằng K nhân trị đối Q1 Q2 chia cho Epsilon nhân R bình, có thêm cái hàng số điện môi nữa. Đấy, có thêm hàng số điện môi nữa, ghi thêm ở đây cho thầy. F bằng
chị k nhân chị đối q1 q2 chia epsilon nhân r bình nhá. Epsilon hàng số điện mô, thầy nhắc lại này, trong chân không hay là không khí bằng 1, trong các môi trường khác lớn hơn 1, còn bắt buộc nó sẽ cho ở môi trường khác nên chúng ta cũng không phải nhớ đâu, được chưa? Nhớ cho nó tốn đầu óc còn gì. Nào, bây giờ ta sẽ đi vào dạng 1. Dạng 1 đó là xác định lực tương tác của hai điện tích điểm. Phương pháp giải này. Phương pháp giải. Thì các bạn đi từ phương pháp giải ta có đều là gì ạ? Công thức F của ta bằng K nhân chi đối Q1 Q2 chia cho epsilon nhân R bình là xong. Công thức huyền thoại này không có thí sinh nào quên cả. Được chưa? Ở đây thì các bạn cần chú ý đổi một số đơn vị như sau thôi. Đổi này. Đổi đơn vị này. Đó là gì ạ? 1 mili culông. Phải xóa nhỉ, bực mình quá nhỉ. Duy bin này đã bị chặn rồi sao lại vẫn comment được sao nhỉ? Là 1 mili culông bằng 10 trừ 3 culông. 1 micro culông bằng 10 trừ 6 culông. Thấy chưa? Cái này đọc là micro. Đọc là micro cũng được. Được chưa? Micro. Tiếp theo nào. 1 nano culông bằng 10 trừ 9 culông. Hay đọc là nano. 1 pico culông bằng 10 mũ trừ 12 culông. Cái này đọc là pico. Được chưa? Đấy. Các em ơi, thì có một cái nhóm chat ở trên Facebook dành cho các bạn lớp 11. Bạn nào muốn tham gia nhóm chat đấy để mà nhận thông báo lịch livestream này, rồi là giải thích hoặc là giải đáp các câu hỏi các bạn cần thắc mắc ở lớp 11 này. Đấy, đặc biệt là thông báo lịch livestream hoặc là gửi tài liệu, thông báo các thứ thì các bạn tham gia. Thấy chưa? Ở đây các bạn Hồng. Hồng ơi lên tiếng nào. Comment nào, comment thầy nào. Hồng sẽ cho các bạn vào nhóm giúp thầy nếu mà thầy bận, còn không thì các bạn inbox trực tiếp cho thầy, thầy sẽ thêm các bạn vào nhóm nhé. Thấy chưa? Nhóm lớp 11 để live stream. Thấy chưa? Các đổi đơn vị như này. Thứ nhất là 1 mili culông 10 với trừ 3 này, 1 micro culông 10 với trừ 6 này. Đấy, bạn Thúy Hồng, bạn sẽ thêm em vào nhóm chat nhá. Bạn nào cần vào nhóm chat thì các bạn inbox cho Thúy Hồng giúp thầy nhá. 1 nano culông 10 trừ 9 culông này, 1 pico culông 10 trừ 2 12 culông. Được chưa? Đấy là một số cái đổi đơn vị như vậy. Nào bây giờ thầy sẽ làm 3 ví dụ thôi, 3 ví dụ cho các bạn. 3 ví dụ cho các bạn để các bạn biết được làm. Đúng rồi, nhóm mét chat. Câu 1 thầy vừa chữa nhá, đúng không? Câu 2 nào. Câu 2 nào. À, hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn là 10 mũ trừ 4. Đấy nhỉ nhỉ? Chắc là 10 phần 3 mũ 4 à? Cái này nhá, Q1 trái dấu nhá, trái dấu này. Q1 bằng 10 mũ phần 3 nhân 10 mũ trừ 4 phần 3 thế này. Coulomb. Đấy, Q1 bằng Q2 nhá. Trái dấu thì Q1 bằng trừ Q2 đi. Được chưa? Đấy, cách nhau một khoảng là R bằng 1 mét trong paravin có hàng số điện môi bằng 2. Thì chúng như nào? Hai điện tích này là hai điện tích khác dấu đúng nhỉ? Chúng sẽ như nào các em? Chúng hút nhau đúng nhỉ? Không thể đẩy nhau được. Hút nhau. Hút nhau, loại đi. Loại đẩy đi. Với một cái lực ép bằng K nhân chỉ đối Q1 Q2
chia cho epsilon nhân r bình. Đúng chưa? Thay vào đây nào. 9 nhân 10 mũ 9 này. Nhân. Ở đây khi chị đối thì các bạn cứ ghi là 10 mũ trừ 4 phần 3 bình phương luôn được. Vì hai thằng này giống nhau mà. Và chia cho epsilon bằng 2 nhân cả 1 bình phương. Đấy, thay vào đây. Đó, các bạn bấm máy tính rồi. Chín nhân 10 mũ 9 nhân ở đây là 10 phần 3 mũ trừ 4 này bình phương phần này 2 nhân 1 bằng 5 đấy, bằng 5 đây. À, ghi đề thì nó hơi bị lỗi chỗ, chỗ kia này các bạn dễ bị nhầm nhìn sai nhé, mà nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Hút nhau một lực là 5 Newton để cho các em. Rồi, tiếp theo nào. Ở đây khá là nhiều câu hỏi em ạ, khá nhiều câu hỏi. Bài này khá nhiều câu hỏi. Nếu mà một đêm thì không tài nào để chúng ta có thể chữa được 100% được. Bài này để chữa một số câu đặc biệt cho các bạn thôi. Nào, để chữa một số câu cho các bạn, sau đó các bạn làm. Nếu mà các bạn đăng ký khoa học ấy thì thầy sẽ chữa chi tiết full chi tiết bài tập về nhà cho các bạn nhá. Các bạn hiểu như vậy. Đây, nào câu 4 nào. Đây đề quốc gia 2018. Để chữa câu này, câu này. Đấy. Chữa hai câu cho bạn thôi, cho thầy chữa dạng hai nhá. Hoặc là buổi nay chúng ta chỉ chữa dạng một thôi. Bốn nào. Hai điện tích điểm Q1, Q2 đặt cách nhau khoảng 2 cm trong không khí. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là 6,75 nhân 10 trừ 3 coulomb. À, biết Q1 cộng Q2 bằng 4 nhân 10 trừ 8. Coulomb. Và Q2 lớn hơn Q1, lấy K bằng 9 nhân 10 9. Giá trị của Q2 bằng hỏi chấm. Thế để làm bài này, các bạn có cái điều kiện này này. Ta có là gì ạ? Đề bài cho lực tương tác rồi. Đúng nhỉ? F bằng gì? K nhân trị đối Q1, Q2 chia cho. Đặt trong trên không chưa? R bình như vậy suy ra là Q1, Q2 bằng gì ạ? F nhân R bình chia cho K. Nào ta sẽ thay trực tiếp ở đây xem bằng mấy nhá. F là 6,75 nhân 10 mũ trừ 3. Đúng không nhỉ? Ta nhân với cả gì ạ? R bình. R là 0,02 bình phương và chúng ta chia nhớ đổi là 2 cm đổi ra mét nhé. Và ta chia cho bao nhiêu? K là 9 nhân 10 mũ Q9. Đấy. Và sẽ bằng 3 nhân 10 mũ trừ 16 coulomb. Đấy, các bạn hiểu thế này này. Được chưa? Đây là F, đây là nào. Có hai cách làm, một là ta dùng phương pháp thế, hai là dùng VS, đúng nhỉ? Đấy. Có hai, đến đây có hai cách làm rồi. Một dùng thế thì các bạn thế trực tiếp ở trên này xuống đây. Đây bài hỏi Q2 thì đâu có Q1 thay bằng gì ạ? Q2 thì đây này. Q1 nhân Q2 thì đây Q1 bằng gì ạ? Q2 4 nhân 10 mũ trừ 8 trừ Q2. Thế Q1 đây nhá. Nhân với cả Q2 bằng 3 nhân 10 mũ trừ 16. Đấy, và suy ra Q2. Nào can trực tiếp đây. Sẽ là các bạn dùng máy tính là 4 nhân 10 mũ trừ 8 trừ cho Q2 là x, đóng ngoặc vào và ta nhân cả x và alpha bằng 3 nhân 10 mũ trừ 16, đúng nhỉ? Ship xôn. Sai chỗ nào vậy? À thì cộng à, chỗ này trừ chứ nhỉ? Ship xôn. Đấy. Sẽ bằng là 10 mũ trừ 8. 10 mũ trừ 8. 10 mũ trừ 8. Q2 to hơn mà. Thế nào? Lỗi chỗ nào nào? Q2 to hơn à? Thế thì thằng này phải là một thằng Q thôi em ạ. Thằng nào to hơn, thằng này mới là 10 mũ trừ 8 thôi. Thế này phải là Q1 rồi. Q1 nó chưa phải to đâu. Bởi vì thế này thì thằng này phải là Q1 rồi. Nó chưa phải là Q2 được nhá em nhá. Nhìn tiếp này, bây giờ giải tiếp này. Một Q ra này.
Như vậy suy ra một thằng quy nữa. Thế cứ giải thế là để tí nữa thầy đảo lại nhá. Vì cái này nó bị đến đây này, nhìn này, Q2 lớn hơn Q1. Đây chưa phải Q2 bằng 10 với 8 đâu nhá. Mà đây này, em lấy 4. 4 nhân 10 mũ trừ 8 và chúng ta trừ cho 10 mũ trừ 8. Đấy, sẽ bằng 3 nhân 10 trừ 8. Nhưng mà ở đây này, các bạn nhìn thấy hai thằng quy này. Thầy đảo, thầy phải đảo đảo giá trị. Đảo giá trị bởi vì thằng này ấy, rõ ràng thằng này phải là Q1, thằng này Q1 đúng nhỉ? Rồi, thằng này Q1 thì thằng này mới là Q2. Như vậy đáp án đúng của ta là D. Được chưa? D. Đây là đề thi đại học năm 2018. Cách thứ hai, ta sẽ dùng phương pháp dùng định lý VS ta giải như sau này. Thế cách một nhá, cách một thế này. Cách hai này. Cách hai dùng VS ta sẽ dùng như sau. Dùng như sau. Ở đây các bạn nhìn là tổng thì quy bình tổng Q1 cộng Q2 chính là hai thằng x1 cộng x2 ấy, sẽ bằng là trừ trừ b trên a đúng không nhỉ? 4 nhân 10 trừ 8 q và ta cộng với cả gì ạ? C trên a là 3 nhân 10 mũ trừ 16 bằng 0. Cái này thì ít bạn dùng hơn vì là các bạn quên VS. Đấy, thế này thì các bạn giải hệ ra, à giải phương trình bậc hai ra. 1 9 này. 2 2 giải ra 1 này. Trừ 4 nhân 10 mũ trừ 8. Và trong này là 3 nhân 10 mũ trừ 16. Đấy. Thì kết quả nhận được là bằng 3 nhân 10 mũ trừ 8 và thằng to. Thằng thứ hai là 1 nhân 10 trừ 8 và thằng nhỏ. Đấy, như vậy. Thế ta nhận được thằng to là Q2 bằng 3 nhân 10 trừ 8. Coulomb và Q1 bằng 10 mũ trừ 8 Coulomb. Đấy, cách nào cũng được. Miễn là sao các bạn nắm được cách làm thôi. Thấy chưa? Đây là đề quốc gia cơ 18 nhé. Rồi, câu hỏi số 5. Nào. Để một tí để các bạn làm câu hỏi số 5. Trần Quốc Trung 4D, Mai Thúy Hồng 4D, Minh Tâm 4D. Trang Tuấn Anh học từ lớp 10 về 12, thầy không biết là em học lớp mấy cơ. Em thật là một idol của thầy. Giống hệt Trần Quốc Trung đấy. Trần Quốc Trung đi tán tán gái từ lớp 10, 11 đến 12, chả hiểu. Đó là em tán gái lớp nào? Học sinh nào học lý của thầy cũng đều xinh gái hết, không hiểu tại sao. Nào, câu hỏi số 5, khá là dễ thôi. Các bạn làm sẽ đoán là gì ạ? Lái máy bay chết rồi, trẻ người non dạ, học bằng đi. Câu 5 không ai làm được à? Kém thế. Nào, trong không khí khi hai nền tích điểm đặt cách nhau lần lượt là D và D cộng 10 thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn là 2 nhân 10 trừ 6 và 5 nhân 10 trừ 7, giá trị D bằng bao nhiêu? Thì các bạn có này, nó cho đã cho hai thằng F rồi, thì các bạn có là F ở đây nhìn thấy thằng này là 2 nhân 10 trừ 6 thì có thể ghi là 20 nhân 10 trừ 7 thì thầy lấy F1 trên F2 đi. Ở phần bài tập ấy, ở phần công thức này thì có đưa hệ quả là bằng F1 trên F2 sẽ bằng là gì ạ? R2 trên R1 thì đây là R2 đóng vai trò của thằng D cộng 10 và R1 đóng vai trò của D. Ghi là D cộng 10. Phần D. Đấy, bình phương lên. Đã xong. Bao nào? 20 nhân 10 mũ trừ 7 chia cho 5 nhân 10 mũ trừ 7. 10 mũ trừ 7 chia mũ trừ 7 hết. 20 trên 5 là bằng 4. Đúng nhỉ? Như vậy D cộng 10 trên D. D cộng 10 trên D thì bằng 2. Đúng nhỉ? D cộng 10 trên D bằng 2. Như vậy chuyển vế này, 2D trừ D là bằng D thôi. Như vậy suy ra D bằng gì ạ? 10 cm. Tại sao thầy không đổi đơn vị? Bởi vì là các đơn vị nó tự triệt tiêu nhau rồi. Đúng nhỉ? Đấy. Như vậy các bạn nhìn ngay, đáp án sẽ là 5D. Dễ không? Quá dễ đúng nhỉ, đây là đề nào ấy.
Để đề đại học nhá. Buổi này là buổi đầu tiên thầy dạy lý thuyết khá là kỹ cho nên là nó bị tốn thời gian. Chứ file này nếu mà chữa chi tiết thì bình thường lớp off của thầy ấy, thầy cũng dạy mất khoảng tầm 3 buổi. 3 buổi. Buổi đầu vẫn là dạy này. Buổi thứ hai chữa bài tập và dạy phần dạng 2. Dạng 2 bài tập nó cũng là hay hay lắm. Đây, các cái tích khác phương cùng phương này. Được chưa? Dạng 3 điều kiện cân bằng. Nói chung ấy, thầy sẽ cung cấp đủ các phương pháp giải cho các bạn chi tiết. Các bạn lớp 11 thì các bạn học được vào những hôm nào nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn học được vào những hôm nào nhỉ? Để thầy live stream chữa cho các bạn nhỉ? Được chưa? Được chưa? Nào, thầy chữa câu 19 cho các bạn nào. Câu 20 thì để cho các bạn để ngỏ để làm sao thầy chữa nhá. 19 nào. Dạy, chữa xong câu 19 thầy sẽ đưa phương pháp giải dạng 2 cho các bạn. Dạy, đưa phương pháp giải xong rồi buổi sau thầy sẽ chữa chi tiết nhá. Được không? Chữa chi tiết dạng 1, dạng 2 và thầy đưa tiếp dạng 3 cho các bạn. Trang Tuấn Anh ghê vãi trưởng nhỉ. Idol. Trang Tuấn Anh là học lớp mấy rồi? Nào câu 19, hình vẽ câu 19 bên này. À, lực tương tác giữa hai đến tích điểm phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng được mô tả bằng đồ thị nhìn bên. Giá trị x bằng bao nhiêu? Giá trị x bằng bao nhiêu? X ở chỗ này này. Thế bạn cùng nhìn nhá, đây là cái công thức các bạn vừa mới làm xong ấy, đó là F2 trên F1. Sẽ bằng là R1 trên R2 bình phương. Đúng chưa? Thì thằng này x nó mới trở thành thằng f, về cái trục tung mới chỉ f mà trục hoành chỉ r thôi. Thì các bạn có như sau này, đấy là 1,6 đi, 1,6 nhân 10 -4 nhá, đây nhìn rõ ràng ở trên này này, và chia cho x. Ok chưa? X bằng nào, tỷ lệ nghịch thì 1,6 là f2 thì với cả đi với cả gì ạ, ở đây r1 ạ, x đi với r1 là bằng 2 này, 2 ô này, 1 2 chia cho ứng với 1,6 ở trên này thì nó là gì, một ô, một đấy bình phương đến đây anh phương là 4 đúng không nhỉ, bằng 4. Như vậy nào, x bằng 1,6 chia cho 4 là 4 nhân 10 chứ mấy nhỉ, u đầu quá. Cô lô đề cứ comment tưởng thấy nhỉ, cô này dỗi thật sự. 1,6 nhân 10 mũ trừ 4 và phần 4, 4 nhân 10 trừ 5, 4 nhân 10 trừ 5 đúng chưa, và ta chọn được đáp án là gì ạ? Ok chưa? Đấy, câu hỏi số 19 nó sẽ là B. Thì có một công thức thôi. Như này. Ok chưa? Như vậy là dạng 1 thì các bạn về làm bài tập cho thầy. Buổi sau thầy sẽ chữa cho các bạn dạng 1 này nhá. Đấy, dạng 1 này. Game. Số thật sự không hiểu. Nào, bây giờ thầy sẽ đưa dạng 2 cho các bạn nhé, phương pháp giải dạng 2 nhé, dạng 2. Để các bạn có bài để các bạn về làm đã. Nào, phương pháp giải dạng 2 để các bạn có bài buổi sau các bạn làm. 8 giờ 20 9 giờ 20 hết, 9 giờ 30 hết giờ, tuy nhiên là thầy xin các bạn thêm 10 phút nữa nhá. Thầy dạy về cái dạng tương tác của nó điện tích điểm. Thì cái này thầy gọi chung nó là phương pháp của ta là gọi là nguyên lý chồng chất lực điện đấy. Nguyên lý chồng chất. Bạn cứ tưởng tượng dễ hiểu đây này. Một điện tích ấy,
bị tương tác ở nhiều diện tích khác ấy, thì xảy ra các tình huống như sau. Mai Thị Thúy Hồng, tài liệu này thầy đã gửi ở trên trên nhóm 2006 vật lý thầy Trung rồi mà. Trang Tuấn Anh, bài kiểm tra của lý lớp 12 hả? Hay là em hỏi lý lớp 11, lý lớp 11 chưa có đâu. Tí nữa thầy sẽ gửi cả tài liệu này qua nhóm mét cho các bạn nhóm nhé. Ok, giờ nguyên lý chồng chất như sau này. Thứ nhất là F ấy, sẽ bằng là các F cộng vào. F3, Fn. Tương tự như vậy. Thì đa số ta sẽ xét là gì ạ? Xét tương tác của hai điện tích thôi. Xét này. F1 cộng F2. Ở đây để vector nhá. Để vector đã. À đây. Nào. Thì xảy ra 5 trường hợp. Xảy ra 5 trường hợp. 5 trường hợp. Trường hợp thứ nhất. Đó là nếu F1 F1 này cùng phương cùng chiều với F2. Nếu F1 cùng phương cùng chiều với cả F2 thì em được là F tổng hợp của ta sẽ bằng là F1 cộng F2. À, tôi bỏ bỏ vector đi. Thế là vector. Thế độ lớn nhé, F sẽ đạt giá trị lớn nhất, em mắc. Được chưa? F sẽ bằng F1 cộng F2. Trường hợp thứ hai. Nếu F1 cùng phương nhưng mà ngược chiều với cả F2 thì F tổng hợp F sẽ bằng là gì ạ? F của ta sẽ min bằng F1 trừ F2. Trường hợp thứ ba. Nếu F1 mà vuông góc với cả F2. Vuông góc nhá. Nó hợp nhau 90 độ thì F của ta sẽ bằng là căn của F1 bình cộng F2 bình. Trường hợp thứ tư. Nếu F1 hợp với cả F2 góc alpha bất kỳ nào đó. Hợp alpha bất kỳ. Các bạn cứ ghi đã, tí nữa thầy sẽ đưa vào phần bài tập sau. Và độ lớn thì F1 bằng F2. Thì F tổng hợp của em ấy sẽ bằng như sau. 2 lần F1 cos alpha trên 2. Đấy, các bạn chú ý này này. Trường hợp thứ 5 là trường hợp cuối cùng. Đó là nếu F1 hợp với cả F2 một góc alpha bất kỳ nào đó. Và độ lớn F1 khác F2. Được chưa? Độ lớn F1 khác F2. Thì các bạn sẽ có như sau. Đó là F tổng hợp của ta sẽ bằng căn F1 bình cộng F2 bình cộng nhá. Ở đây là nếu mà xét định lý hàm cốt là dấu trừ, nhưng mà xét bên ngoài tam giác ở đây sẽ là dấu cộng nhá. Các bạn chú ý thầy. 2F1 F2 cos alpha. Tại sao lại là dấu cộng? Bởi vì là cos 180 độ trừ alpha sẽ bằng trừ trừ. Trừ với trừ ở đây sẽ là cộng. Các bạn có 5 trường hợp này thì các bạn làm tập hơi bị bá đạo luôn. Nhưng mà các bạn cứ bình tĩnh, cứ ghi xong đã. À, chú ý này. Trong mọi trường hợp thì F min, F của ta sẽ lớn hơn bằng F min và nhỏ hơn bằng F max. F min thì bằng F1 trừ F2. Nhỏ hơn bằng F và nhỏ hơn bằng F1 cộng F2. Đấy các bạn, đều có như vậy. Còn nắm được không ạ? Còn nắm được không ạ? Buổi này thì buổi đầu tiên livestream lớp 11, cho nên là nếu mà các bạn cảm thấy thầy dạy hơi chậm hoặc dạy hơi nhanh hoặc tốc độ nó chưa hợp lý thì các bạn bảo thầy nhé. Đúng rồi, mấy cái này giống hệt tổng hợp lực ở lớp 10. Đấy, không khác gì luôn. Thấy chưa các em?
Được chưa? Nào bây giờ thầy sẽ làm một cái bài mẫu cho các bạn nhé. Một bài mẫu. Một bài mẫu, sau đó chúng ta sẽ nghỉ. Được chưa? Buổi sau đấy chưa cho các bạn. À, các em ơi, các bạn học được vào hôm nào nhỉ? Các bạn comment đây nào. Bạn nào xem thì cho thầy bổ cho thầy một quả sẻ nhá. Được chưa? Bổ thầy quả sẻ. Bổ thầy quả sẻ. Nào thầy sẽ chữa cho các bạn câu hỏi số mấy được nhỉ? Lấy vài mẫu đi. À, câu 3 đi. Nhưng mà mẫu cho các bạn câu 3 đi nhé. Còn mẫu câu 1 luôn cũng được. À, mẫu câu này. Mẫu câu này. À, hai điện tích Q1 dương, Q2 âm. Đặt cách nhau tại hai điểm AB một khoảng cách nhau khoảng 4 cm. Xin chào Mạnh Long. Tại hai điểm AB cách nhau là 4 cm. Điểm A mang diện tích Q lớn không này, Q1 lớn không, Q2 nhỏ không này. Thì chưa các em? Rồi nhá. Lực tương tác tác dụng lên Q tại điểm M cách A 4 cm, cách B 8 cm. Thì các bạn có nhận xét đầu tiên như sau này. Cái điểm MB trừ cho MA bằng AB. Như vậy suy ra được M nằm ngoài AB, nằm ngoài khoảng AB và lệch về phía nào, và gần B hơn đúng nhỉ, à gần A hơn và lệch về phía A. Để cho các em đấy, MB trừ MA bằng AB và M nằm ngoài đoạn AB và lệch về phía A. Các bạn chú ý này cho thầy. Khi đã có nhận xét này rồi thì các bạn vẽ cái điểm đấy, nó sẽ nằm lệch phía này này. Đây là Q3 sẽ mang lệch tích dương. Nào bây giờ ta xác định cái nguyên lý chồng chất là gì? Đó là do hai cái thằng Q1 Q2 tác dụng lên Q này. Q1 dương tác dụng lên Q này dương thì các bạn biết rồi, hai thằng cùng dấu nó sẽ đẩy nhau và nó sẽ đẩy ra đây. Đây là F1 do Q1 tác dụng vào. Thấy chưa? Tương tự đây là Q2 âm, đây là Q dương, như vậy nó sẽ tác dụng vào đây là hút về đây. Thấy chưa? Đây là F2. Các bạn nhìn thấy là F1 và F2 là hai lực cùng tác dụng lên Q nhưng mà cùng phương và ngược chiều, cho nên là gì ạ? Về độ lớn đấy. V này. F1 cùng phương và ngược chiều với cả F2. Đúng chưa? Như vậy suy ra là gì? F tổng hợp sẽ bằng là F1 trừ F2. Nhớ chỉ đối nhé để nó không bị âm nhé. Các bạn ghi rõ cái này, nhận xét này. Xong bây giờ ta mới tính F1, F2 là xong. Đúng nhỉ? Tính F1, F2 là xong. Nào, với F1 này. F1 các bạn ghi rõ công thức đã. K nhân trị đối Q1, Q chia cho khoảng cách. Ở đây đặt trong chân không nên các bạn chỉ cần khoảng cách thôi. Khoảng cách là A, M, bình. Đấy. F2 bằng K nhân trị đối Q2 nhân Q chia cho BM bình. Đấy, các bạn thay vào đây. Thấy chưa? Thay vào đây. Nào. Q1 là bằng 4 nhân 10 trừ 8. Q là 2 nhân 10 trừ 9. 9 nhân 10 mũ 9 này. Q1 là 4 nhân 10 mũ trừ 8 này. Nhân với cả Q là bằng 2 nhân 10 trừ 9. Và chia khoảng cách. Nào, khoảng cách nào? AM bình. AM là bằng 4 rồi, là 0,04. Nhớ đổi nhá, không là các bạn sai mất cái quả này. Thứ tư nào, Q2 là trừ 4, 9 nhân 10 mũ 9 nhân trừ 4 nhân 10 mũ trừ 8 nhân 2 nhân 10 mũ trừ 9 và chia cho khoảng cách là bằng 0,08 bình phương. Đấy, và bằng khi có hai giá trị này rồi các bạn cộng vào và sau đó trừ ra, trừ trừ nhau là ra kết quả. Nào, ta cùng làm nào. 9 nhân 10 mũ 9. Rồi chúng ta nhân này, ở đây này. Một là các bạn để ship hip. Ship ở đây, ship hip à? Nó là ship hip ở đâu nhỉ? Ship hip. À, ship ABS, đây là ship ABS này. Các bạn để chỉ đối này. Đây chỉ đối này. Ship ABS này, hoặc là các bạn để tất cả đều nhân giá trị dương của nó cả. Chỉ đối đây này, cái thằng này âm thì chỉ đối là ra dương rồi. Các bạn không cần phải chỉ đối nữa. Các bạn cứ nhân bình thường là ra nhá, nhân bình thường thôi. Là 4 nhân 10 trừ 8.
4 nhân 10 mũ trừ 8 và ta nhân với cả 2 nhân 10 mũ trừ 9. Đấy, và chúng ta chia cho khoảng cách là 0,04 bình phương. Và sẽ bằng là 9 là 4,5 nhân 10 trừ 4. 4,5 nhân 10 trừ 4 Newton. Rồi, ông này thằng thứ hai. Về độ lớn tương tự, bởi vì thằng này là âm 4, chỉ đối nó là ra dương này. Thì giống hết ở câu trên các biểu mẫu cái mẫu thôi. Đấy, chia nhau nhỉ bằng 1,125 nhân 10 trừ 4 Newton. Rồi, ok, như vậy ta lấy hai thằng trừ nhau. Đúng nhỉ? Như vậy F tổng hợp của ta sẽ bằng F1 trừ F2. Bạn thay vào đây. Hai ông này trừ nhau là ra kết quả. Đúng chưa? Trừ cho 4,5 nhân 10 mũ trừ 4. Tất nhiên thầy sẽ chỉ đối cái này. 3,375 nhân 10 trừ 4. 3,375 nhân 10 trừ 4. Rồi, đáp án của ta sẽ là đáp án D. Thấy chưa? Đó, như này. Hiểu không ạ? Hiểu ok. Đấy, đây là câu hỏi số 4. Kéo dạng rộng ra để các bạn nhìn thấy. Được chưa? Đấy. Cách làm như vậy khá là dễ thôi. Nào các bạn hiểu không ạ? Hiểu thì comment hiểu đây cái. Lấy động lực để chúng ta chiến đấu tiếp buổi sau nào. Thế sẽ lết, xét lịch để phù hợp với cả lịch học của các bạn. Các bạn ơi, các bạn tham gia vào nhóm Mac nhé, nhóm Messenger, Mac chat đấy, để chúng ta sẽ trao đổi bài với cả chúng ta báo nhau về cái lịch rảnh ấy, ok chưa? Báo nhau cái lịch rảnh của các bạn ấy để mà để sắp xếp thời sẽ livestream cho chúng ta, ok chưa? Bài tập thì các bạn làm hết phần dạng 1 và dạng 2 thầy nhá, dạng 1 và dạng 2. Đấy, dạng 1, dạng 2 buổi sau thì chữa cho các bạn. Nếu mà bạn nào không làm được câu nào chúng ta sẽ chữa, hoặc không thì sẽ ngồi chữa full dạng 1, dạng 2. Sau đó ta sẽ học dạng 3, dạng 4 là hết bài này. Bài này học trong 2 buổi. Ok chưa? 2 buổi nữa, 2 buổi nữa. Đấy, trong nhóm kín, còn nhóm ngoài thì sẽ dạy thêm 1 buổi nữa. Được chưa? Bây giờ 9 giờ 41 phút, chúng ta sẽ nghỉ ở đây thôi nhá. Nghỉ ở đây nhá. Bạn nào có thắc mắc gì chúng ta cùng trao đổi bài này, cùng trao đổi với nhau. K6 lịch vẫn đẹp mà, 2K6 thứ tư cả thứ sáu chứ à? Ok chưa? Rồi. Các bạn có câu hỏi nào hỏi trước khi chúng ta nghỉ không nhỉ? Thầy không dám bật nhạc vì bật nhạc nó sẽ bị chặn. Bị chặn tương tác cho nên là thầy không dám bật nhạc. Bạn nhớ làm bài tập nhé, buổi sau ta sẽ ngồi chữa nhau nhé. Ok chưa? Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Nghỉ ngơi để tí nữa đợi xem MU đá nhá, MU đá bóng nhá. 21:42. Khang ơi, bạn Hồng, Hồng sẽ cho em vào nhóm nhé. Em inbox cho Hồng nhé. Bye, chào thầy một câu nào, cho nó vui vẻ nào. Rồi, chào Trang Tuấn Anh. Xin chào Quốc Trung. Tuấn Anh, MU đá dự đoán tỷ số bao nhiêu? Xin chào Hải Phan, ba em.
Xin chào Minh Tâm. Bye bye. Bye bye Thúy Hồng. Dỗi thật sự. Lê Quang Đạt cũng chào thầy á, đấm cho. Bye bye.